hello xin chào anh em nha thì trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em là anh em đang bỏ tiền cho cái gì khi anh em mua hàng tại thích là mọc thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái uh, cái vấn đề mà anh em sẽ rất là hay gặp khi mà chúng ta mua hàng đó là chúng việc chúng ta sẽ uh, so sánh giá đúng không bản thân mình đi mua hàng mình cũng check để xem là nó như thế nào vì mình là người rất là quan tâm vấn đề về kinh doanh và vì mình check ở đây để mình kiểm tra có cái tâm lý hành vi mua hàng của một người mua hàng như thế nào thì uh, sáng nay mình có chia sẻ một câu chuyện là mình mua một cái sắp giấy uh, để về mình ép nhiệt thì cái sắp giấy đó mình mua là 165 ngàn không có thuế không có dịch vụ gì hết không có cái gì luôn 165 ngàn và mình kiểm tra có một chỗ khác người ta bán chỉ có 70 ngàn đến 75 ngàn thôi thì đó đó mới gọi là đáng mắt đó anh em bán mắt khi mà cùng một cái sản phẩm đó cùng một chất lượng đó nhưng mà cái dịch vụ mình nhận được thì không có gì khác biệt hết và À, trong hôm nay thì mình cũng có một cái câu chuyện nữa vừa xảy ra luôn là có một khách hàng đến đây muốn mua mình một con 892N thì giá mình đang bán là bảy 3 triệu 750 000 và có một chỗ khác người ta bán là 3 triệu 180 000 đồng thì uh, Tài có hỏi mình là xin giá là giá rẻ hơn thì mình nói là không thì mình hỏi là sao giá đâu thì nói sao giá bên đó thì mình nói thôi thì cứ qua đó mua đi à, vì sao như vậy vì sao vì không mình không giảm giá hoặc là mình sẽ không tặng quà luôn trong cái trường hợp này vì mình biết là nếu mình có làm thì cái mình nhận được nó cũng không phải là một người khách hàng trung thành Cũng không phải là một người uh, có thể là mình nhận được một, một, một cái khoản tiền, một cái khoản doanh thu Thật ra thì nó không nghe là ba triệu mấy thực tế cái mà mình nhận được nó chỉ có vài trăm ngàn thôi mọi người biết cái chiếc khấu trong cái ngành công cụ này nó chỉ khoảng 15 phần trăm thôi nhưng mà khi mua hàng bên mình á thì được cái gì trong cái sự chênh lệch giá tiền đó ví dụ cái cái bên đó nó bán là 3 triệu 180 ngàn là giá đang đề trên web là sale 17% Và nếu mà không sale thì nó còn cao hơn cái giá mình đang đi miết luôn là 3 triệu 750 ngàn Thì cái sự chênh lệch đó đâu mọi người thấy tầm khoảng đâu đó là khoảng 17% luôn Thì cái 17% đó là cái gì Và sự khác biệt đó là cái gì thì đây Cái điều đầu tiên á để có những cái này mà treo ở đây nó không phải là một cái chuyện Đơn giản mà để mình có một cái này đâu mọi người nha Những cái chứng nhận về đại lý chính hãng Thì cái này mình phải làm việc một khoảng thời gian dài để mình chứng minh được với hãng là mình uy tín à, người ta chỉ cấp những cái này cho những cái đơn vị uy tín thôi còn ví dụ như mình muốn mua của ai thì có những người đã có thể nhập về nhưng người ta sẽ không được cấp cái giấy này thì đó là một cái minh chứng cho việc là mình mua hàng mình đảm bảo là cái hàng mình là chính hãng nếu mà người theo dõi dạo gần đây sẽ có rất là nhiều những cái KOC người ta bán hàng online Danh số hàng tỷ đồng Nhưng mà khi bị thanh thanh phui ra thì họ bán hàng là họ bán hàng giả Họ bán hàng nhái hoặc là họ bán hàng là họ họ trốn thuế thì cái vấn đề đó là rõ ràng chúng ta đang thấy rất là nhiều trên thị trường đúng không à còn ở đây khi anh em mua hàng ở đây thì đảm bảo là hàng, hàng chính hãng thuế má đầy đủ rõ ràng và giá bên mình niêm yết là đã bao gồm 10 thuế tức là cái cái máy mình bán là 3 triệu 750 ngàn thì trong đó đã có 375 ngàn tiền thuế rồi thế về tay chưa kể là thuế thu nhập doanh nghiệp 20 phần trăm trong cái khoản lợi nhuận mình có nữa và những thần thuế má khác rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về cái không gian thì mọi người thấy ở đây là một cái không gian nó như thế nào thì đây là cái cửa hàng của mình Khi chúng ta bước vào cái không gian này Mọi người thấy nó rộng rãi, nó thoáng mát, nó có quạt, nó có anh em và Có những cái người anh em ở đây tư vấn rất là nhiệt tình Mình cam đoan với anh em là nhân sự ở đây của mình Là những người rất là nhiệt tình Cái nhiệt tình ở đây không chỉ là cái về mặt thái khái độ thôi nha Còn cái điều thứ hai nữa là về mặt trình độ Các anh em ở đây đều là những người có trình độ hết Đó là cái việc mình giao tiếp với nhân viên của đây mọi người sẽ thấy rất là thoải mái cái cách nói chuyện cái cách giao tiếp cái cách sử dụng ngôn từ nó cũng đã là một cái điều khác biệt rồi à, thì chúng ta đang mua cho tất cả những dụng đó, đó mọi người nha cái sự trên là đó chúng ta mua cho được đó rồi khi mọi người mua hàng ở đây thì có tất cả những cái tiện ích thanh toán đây mọi người thấy cái quầy của mình nó có rất là nhiều thứ đúng không nó bao gồm ví dụ như mọi người thanh toán momo cũng có nè thanh toán vnb cũng có nè Thanh toán quét mã ngay cả cái việc mình chuyển khoản á, bên mình cũng làm cho nó tiện dụng hơn anh em chỉ cần mở cái app lên chuyển khoản là xong rồi ở đây thì bên mình cũng có luôn Mua xong ví dụ cần liên hệ gì à Có thể liên hệ OA bên mình nè à. Rồi bên mình có chính sách Bán hàng tử tế Quét vô đây thì có xem được cái chính sách của mình Cái chính sách bán hàng tử tế là chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày 30 ngày, 30 ngày nha Hoàn tiền không cần lý do Miễn là hàng mới là mình sẽ hoàn tiền Thì trong vòng 3 ngày đầu tiên là hoàn tiền 100% Và những ngày tiếp theo thì đương nhiên có phần phí Cái điều đó là công bằng còn thứ hai là về cái hạng thành viên Mình mua hàng ở đây á Thì mình sẽ có hạng thành viên 10 triệu là mình đang đồng thôi và hạng thành viên của mình là hạng thành viên trọn đời Trọn đời tức là mình Khi nào mình còn làm thì mọi người còn được hưởng cái dịch vụ đó và những cái khuyến mãi của mình Rồi à, Nếu mà lên tới hạng kim cương giảm tối đa tới 5% mặc định cho tất cả đơn hàng tối đa là 200 ngàn Ví dụ trong trường hợp của cái bị khách hàng hồi nãy là Nghe bạn nói là có từng mua bên mình rồi thì hình như là đã gần lên được hàng đồng rồi gần đã được hàng đồng rồi nhưng mà hôm nay không mua nữa thì gần như là mất cái cơ hội lên hàng đồng vì hai là hàng đồng thì chắc chắn là những lần sau sẽ được giảm giá thêm giảm giá thêm nữa và được dùng điểm để trừ điểm và ngay cả cái việc mình mua ba trăm ba triệu bảy trăm năm mươi đồng là mình đã được tích lũy trong tổng ba mươi bảy năm trăm đồng rồi đó thì đương nhiên với một cái giai đoạn khó khăn như thế này thì cái việc mà so giá check giá là một cái điều mà rất là bình thường à, thì bản thân mình tại sao không giảm giá không 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 cố gắng giảm giá mình chảnh hay là như thế nào tại vì thật sự nói với người là mình bán bất kỳ một sản phẩm nào ra chúng ta phải lưu ý một điều là chúng ta đã bán ra thì chúng ta phải có trách nhiệm với nó khi chúng ta bán ra thì nó sẽ có chi phí cho nó chắc chắn luôn điều đó là không thể tránh khỏi và ở đằng sau đó là những cái thứ khác chẳng hạn như là bảo hành dịch vụ sửa chữa đổi trả vân vân thì tất cả những cái thứ đó nó đều được phải được quy bằng chi phí bằng tiền hết chứ không thể nào tự nhiên nó sinh ra được muốn có một không gian như thế này muốn có một cái ngôi nhà như thế này để mọi người vô cảm thấy thoải mái tìm nó cực kỳ dễ dàng đi nó gần nhà mình nó không nắng nôi thì nó là bằng tiền hết để có một cái trải nghiệm dịch vụ tốt để có một cái dịch vụ sau bán hàng tốt tất cả cũng phải bằng tiền mà chúng ta đang mua cho nó cho cái điều đó và mình cũng chia sẻ mọi người là khi mà cái giá mà chúng ta mua được nó trên lệch với nhau một số tiền cái tỷ lệ phần trăm quá cao khoảng 50 phần trăm một trăm phần trăm thì à, lúc đó chúng ta cân nhắc còn vấn đề thì chúng ta À, xem cái sự chênh lệch đó có hợp lý hay không thì cái câu chuyện này thì mình chia sẻ cho mọi người là tại sao khi một người mua hàng ở đây thì có thể giá ở đâu đó nó sẽ cao hơn những chỗ khác và mình cũng hay nói là chúng ta hãy đặt ngược cái câu hỏi là tại sao những chỗ khác không bán cao hơn ở đây tại vì thằng nào bán hàng cũng muốn có lợi nhuận hết á thằng nào bán hàng cũng có muốn có muốn khách hàng có muốn lợi nhuận nhưng tại sao họ không thể bán cao hơn mình bị đơn giản thôi vì họ bán cao hơn mình thì anh em có mua hỏi hay không cái câu chuyện là khi mà cùng một cái mức giá anh em sẽ chọn ai thì đó đó là vấn đề mình có thể chọn nhiều lý do mình có thể chọn bằng dịch vụ mình có thể chọn bằng gì bằng sự yêu thích nữa có những khi anh em không thích tôi thì anh em không mua của tôi anh em thích ông kia thì mua của ông kia thì đó là về mặt cảm xúc cá nhân nó quyết định một phần còn nếu mà bỏ qua mặt cảm xúc cá nhân bỏ qua mặt đó thì chúng ta xem xét về tất cả những cái giá trị cung cấp thì mình sẽ chọn ai đối với một người bình thường mình hỏi cái một người bình thường không hề biết bây giờ tôi có một sản phẩm này hai bên cùng bán với những dịch vụ này abcd giá như nhau anh chọn ai thì lúc đó nó là chúng ta phải hiểu được cái giá trị nó là cái gì và khi mà chúng ta bỏ vô cảm xúc nữa chúng ta bỏ vô cái cá nhân nữa thì đương nhiên nó sẽ có cái thành kiến cá nhân thì nó sẽ có những sự sai lệch đúng không nó sẽ có những sự sai lệch khác nhau thì cái đó thì là một phần nữa và bản thân bên mình bán hàng thì bên mình luôn đặt những cái tiêu chí về giá trị lên hàng đầu còn về mặt cảm xúc thì mình cũng cố gắng phục vụ làm sao cho tử tế nhất thôi chứ mình cũng không có thể nào mà có thể làm cho vui vẻ tất cả mọi người được nhưng mà anh em ở đây thì đảm bảo luôn anh em tới đây là tất cả anh em phục vụ đều sẽ rất là vui vẻ Sẽ rất là hỗ trợ anh em hết mình rất là dễ thương luôn à, Rồi còn nếu anh em muốn trải nghiệm những cái dịch vụ này muốn mua hàng của bên mình thì cứ đến 234 Bình Thới ha Phường 10 quận 1 phường Chí Minh Thì mình đã nói rồi đó bên mình bán hàng cam kết là hàng chính hãng nè hỗ trợ cho anh em đầy đủ những cái dịch vụ nè Thuế má đầy đủ rõ ràng nha anh em ơi Mày là Vinh xin chào và hẹn gặp lại